Vớt 5 con. Ớt bé ngon kìa. À ngon. 5 con đủ không? 5 con đủ, chưa có khác nữa. Hả? Con một đồ nhẹ nó nè. Làm gì? Tém hả? Lấy 1 ký thì con có 1 ký không? Có 2 ký thôi. Lấy với 1 con đi. Ngay mấy chỗ tái định cư thôi, gì hồng lớn gì đây nè. Đó, con thấy vớt con mực chưa? Bé ngon. Ngon phụ xí. Happy birthday to you. Mấy ngày mới game.